Thần tài gọi thẳng tên, năm con giáp nhận lộc lớn đúng ngày 30 Tết, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta đã bước vào cái ngày cuối cùng của năm 2023, năm Quý Mão. Và cái ngày 30 tháng 12 âm lịch chính là cái ngày thiên thời địa lợi nhân hòa đối với những con giáp này. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ bất ngờ nhận được cái lộc trời ban, may mắn ngập tràn. Ngày 30 Tết được coi là cái ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, và cũng sẽ là cái ngày mà những con giáp này chính thức rũ bỏ cái vận xui, đón nhận cái may mắn tài lộc trong cái ngày cuối cùng này. Trong ngày cuối cùng của năm 2023, đây chính là những con giáp được bể trên ban lộc, bước chân sang trái thì gặp được quý nhân, bước chân sang phải thì gặp được thần tài, mọi chuyện đều được suôn sẻ, hanh thông, xứng ý toại lòng. Công danh sự nghiệp thì bừng sáng, vút bay, tài lộc thì dồi dào, tiền vào như nước, tình duyên thì được tốt đẹp như mơ. Vậy thì đó là những con giáp nào? Ngay sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 30 Tết. Và con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 30 Tết năm 2023 ấy, thì đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, bước sang cái ngày 30 tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Tuất được cục diện là Mão Tuất là lục hợp. Vậy nên được cục diện lục hợp nó che chở, nó giúp đỡ, nó phù trợ. Cái vận trình công việc, sự nghiệp của những người tuổi Tuất có nhiều cái biến đổi nhưng đa phần theo cái chiều hướng tích cực. Khối lượng công việc tuy nhiều, áp lực lớn, khó tránh khỏi những lúc tinh thần nó bị xuống dốc, nhưng mà may mắn được quý nhân xuất hiện giúp đỡ trợ lực, giúp cho những người tuổi Tuất nhanh chóng ổn định cái tâm tình và tìm ra cái hướng đi riêng, gặt hái được những cái thắng lợi nhất định trong cái ngày cuối cùng của năm 2023, năm Quý Mão. Trong ngày hôm nay thì những người tuổi Tuất sẽ gặp được chính ấn nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên con đường tài lộc của những người tuổi Tuất sẽ thuận lợi. Bản mệnh nắm chủ cái quyền lực trong tay, có nhiều cái cơ hội được thăng quan tiến chức. Nhân cái đà này thì quý vị hãy để dành nhiều thời gian và công sức để tạo ra các mối quan hệ hảo hữu, tạo cái đòn bẩy giúp cho cái sự nghiệp ngày càng được thuận lợi, hanh thông, gặt hái được nhiều thành công lớn lao nhiều hơn nữa, củng cố tình hình tài chính được vững mạnh hơn. Bên cạnh đó, trong cái ngày 30 Tết này thì bản mệnh có thể là tiến hành góp vốn hợp tác đầu tư, tỷ lệ thành công cũng khá là cao. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý là cái thời điểm cuối năm rồi. Đúng không? Vậy nên có gì quý vị cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ, và bên cạnh đó cũng có một vài cái hung tinh nó ảnh hưởng, nó có thể gây ra trở ngại cho công việc. Nó có thể là những cái biến động thị trường, sự thay đổi về chủ quan của bản thân hoặc là trong các mối quan hệ. Dù thế nào đi nữa thì quý vị nên hành sự một cách thận trọng, sẽ giúp cho những người tuổi Tuất tránh được những cái tai ương, những cái thất bại không đáng có trong cái ngày 30 Tết này. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ lực hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Tuất. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 30 Tết. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những người tuổi Tuất, con giáp may mắn nhất trong cái ngày hôm nay. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày 30 Tết, ngày Quý Mão này, thì đó chính là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, những người tuổi Hợi được cục diện là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình của những người tuổi Hợi sẽ có những cái khởi sắc mạnh mẽ, công to việc lớn thì đều được trôi chảy, sự nghiệp thì như chắp thêm cái đôi cánh, phát triển rực rỡ vô cùng. Kể cả dân văn phòng cũng như là giới buôn bán kinh doanh, thương gia thì đều có cái nguồn thu dồi dào, sinh động trong cái thời gian này. Đặc biệt, những người làm công ăn lương thì cũng được dịp khẳng định cái tài năng, tạo ra cái bước tiến đột phá khi mà biết chủ động nắm bắt lấy cái thời cơ tốt. Với những chủ doanh nghiệp trong thời gian này thì mấu chốt hiện tại là cần mở rộng phát triển cái mối quan hệ xã giao, và cái thời điểm cuối năm này cũng là cái thời điểm vàng để quý vị đi Tết hoặc là đi kết nối được nhiều hơn. Quý vị hãy tận dụng cái sự trợ giúp của bạn bè, kể cả và tinh thần lẫn tài chính để khắc phục những khó khăn, những thách thức trước mắt. Đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để bản mệnh lập nghiệp,
tìm kiếm cái công việc mới. Điều quan trọng là các bạn hạ quyết tâm, xác định cái hướng đi rõ ràng, đối diện với những cái khó khăn, những cái thách thức. Nếu như mà các bạn biết tĩnh tâm, kiên nhẫn thì nhìn nhận lại cái vấn đề, ắt sẽ tìm ra được cái con đường phù hợp. Bên cạnh đó, cái tình hình kinh doanh buôn bán cũng khởi sắc trông thấy. Nói chung ấy, mọi sự sẽ được thuận lợi, yên ả trong cái thời gian này. Và càng về cuối ngày thì cái tình hình nó lại càng trở nên sôi động. Và quý vị sẽ gặp được nhiều cái khách hàng lớn và ký kết được nhiều cái hợp đồng quan trọng trong thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày 30 Tết, trong ngày Quý Mão này, thì đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi bước sang cái ngày 30 Tết, nhờ có tam hợp thái tuế nó trợ mệnh, nên cái vận trình của những người tuổi Mùi sẽ được đại cát đại lợi, làm gì cũng sẽ được suôn sẻ hơn, hanh thông hơn. Quý nhân xuất hiện nó mang tới cho các bạn những cái sự trợ giúp kịp thời, những cái cuộc bắt tay hợp tác nó cũng đem về cái kết quả tốt đối với những người tuổi Mùi. Công việc thì có nhiều cái chuyển biến tích cực, dù vẫn có không ít những cái thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ với khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Các hạng mục đều diễn ra đúng với cái kế hoạch, với cái tiến độ. Thậm chí một số việc nó còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết một cách nhanh gọn. Theo đà công việc thăng tiến thì cái tài lộc của những người tuổi Mùi cũng được khởi sắc, đi lên trông thấy. Trong thời gian này, những người làm công ăn lương thì vẫn có thu nhập cố định nên không phải lo về cái chuyện thiếu thốn. Còn những người buôn bán kinh doanh thì có lộc nên là thu nhập ngày càng tăng lên đáng kể. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được những khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc là được lương thưởng, được hoa hồng ngày Tết. Thì đây cũng là cái thời điểm mà những người tuổi Mùi có đào hoa nó khá là rực rỡ. Điều này có lợi nhất đối với những người độc thân, bản mệnh sẽ mở rộng cái mối quan hệ, được mai mối giới thiệu cho những cái đối tượng phù hợp. Xong, những người có đôi có cặp thì dễ mắc phải những cái cảm xúc với nhiều người khác giới, thậm chí là có thể khiến cho tình cảm nó bị rạn nứt. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong cái ngày 30 tháng 12 âm lịch ngày Quý Mão này thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, những người tuổi Dần được cục diện tam hội là Dần, Mão, Thìn nó trợ lực, nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Dần biết đâu là cái cơ hội mà mình cần phải nắm bắt ngay lập tức. Vì thế các bạn không còn chần chừ, không còn do dự khi mà thời cơ nó xuất hiện trước mắt. Và cái ngày hôm nay các bạn có thể đạt được cái sự phát triển nhanh chóng. Quý nhân sẽ xuất hiện, sẽ truyền dạy cho các bạn những kiến thức, những kinh nghiệm quý giá để có thể áp dụng vào trong tương lai. Quý vị hãy lắng nghe đối phương, các bạn sẽ có cái nhìn mới mẻ hơn về nhiều vấn đề mà mình còn đang vướng mắc. Từ đó tìm ra được cái hướng đi mới phù hợp hơn. Bên cạnh đó, trên phương diện tình cảm của những người tuổi Dần trong cái ngày hôm nay thì cực kỳ may mắn. Đi đến đâu thì cũng gặp hung hóa cát, nhờ có quý nhân nâng đỡ. Các bạn biết bao dung với cái lỗi lầm của người xung quanh, nhờ đó mà gia đạo thì luôn được bình an, may mắn, mạnh khỏe và ăn nên làm ra. Thêm nữa, cái vận trình tài lộc trong cái ngày 30 tháng 12 âm lịch ấy, thì nhờ có hai hành mộc có tỷ hòa nên là bản mệnh giữ được cái ví tiền. Con giáp này là những người linh hoạt, biết tiết kiệm, tìm cái hướng làm ăn, không chịu thua người khác. Nhưng có lẽ cần phải thêm một chút thời gian nữa thì trong năm 2024 có lẽ là một cái năm bứt phá rực rỡ đối với những người tuổi Dần. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày 30 Tết, ngày Quý Mão này, không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn.
À, quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày 30 Tết thì những người tuổi Thìn rất may mắn được chính quan nó trợ lực, nó nâng đỡ. À, các bạn hoặc là người thân trong nhà sẽ đón nhiều cái tin vui liên quan đến công việc, thi cử, tăng lương, thăng chức hay là được hưởng cái chế độ đãi ngộ. Và trong ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2023. Quý vị cũng nên tranh thủ thư giãn để có thể được nạp lại cái năng lượng, tiếp tục chiến đấu trong cái thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Thìn cũng hài hòa nhờ được cục diện tam hội dần mão Thìn nó xoay chiếu. Vậy nên, nhân cái ngày cuối năm này thì quý vị hãy dành thời gian để cho bạn đời của mình nhiều hơn. Đừng có để hôn nhân nó trở nên nhàm chán, chai sạn vì không có thời gian riêng tư để hâm nóng cái ngọn lửa tình yêu của mình. Thêm nữa, con đường tài lộc của những người tuổi Thìn trong ngày hôm nay thì nói chung ấy bị gặp cục diện xung khắc, nên là quý vị cũng không được lơi lài đến cái chuyện nhà cửa, chuyện đồ đạc trong nhà. Đi ra ngoài thì cũng nên cẩn thận giữ gìn, kẻo kẻ gian nó lấy mất trộm đồ hoặc là gì. Khi mà ra đường thì quý vị cũng không nên mang theo những cái số tiền lớn, đề phòng những chuyện xấu nó có thể xảy ra. Thưa quý vị, trong cái thời gian này thì sức khỏe của những người tuổi Thìn cũng khá là ổn định, gần như là không gặp phải cái vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài cái triệu chứng ốm vặt do thời tiết nó gây ra. Dù vậy, các bạn cũng vẫn nên duy trì cái thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ hợp lý. Đừng có cậy sức khỏe mà tham công tiếc việc. Cuối năm rồi, quý vị nên nghỉ ngơi và gì dành thời gian ở bên cạnh gia đình mình nhiều hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, cũng như để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên, quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 30 tháng 12 âm lịch ngày Quý Mão này thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, các chuyên gia tử vi học dự báo trong cái ngày 30 Tết này thì con đường sự nghiệp của những người tuổi Tỵ không có gì phải chê trách, khi mà được thì tài tinh nó hỗ trợ. Các bạn chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ không bao giờ phụ lòng các bạn. Những cái nỗ lực, những cái cố gắng của những người tuổi Tỵ cũng sớm được cấp trên nhìn thấy, cho vào cái danh sách nhân viên tốt của công ty, của cơ quan. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng rất là thuận lợi, hanh thông nhờ được cục diện là gì? Mão Mộc sinh có Tỵ Hỏa. Vậy nên gia đình sẽ sắp đón tin vui, những người ở xa sẽ quay trở về ăn Tết. Con cháu trong nhà lỡ phạm lỗi thì cũng đừng có than trách mà tội nghiệp. Miễn sao ấy gia đình luôn được hòa thuận ấm êm thì đã là may mắn lắm rồi. Bên cạnh đó, trong ngày 30 Tết này thì cái tài vận của những người tuổi Tỵ cũng được tươi sáng, thu nhập cũng tăng lên từ cái công việc chính. Đây cũng là cái nguồn thu ổn định để giúp cho bản mệnh chi trả các phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi đủ để quý vị đầu tư kinh doanh hoặc là gì theo đuổi một cái sự nghiệp mới. Cuối cùng là cái vấn đề sức khỏe của những người tuổi Tỵ trong thời gian này nói chung là cũng khá ổn định. Chỉ cần quý vị duy trì cái thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ hợp lý, tránh làm việc quá sức thì không có gì phải lo ngại trong cái thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 30 tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Đó. Và trong cái ngày 30 Tết này chúng ta sẽ có 6 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, sẵn sàng chuẩn bị đón một cái Tết giàu to, đấy, khiến cho thiên hạ phải đỏ mắt vì cái Tỵ. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tuất, 2 tuổi Hợi, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Dần, 5 tuổi Thìn và 6 là những người tuổi Tỵ. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đổi đời, sắm nhà tậu xe, ăn Tết vui vẻ. Quý vị thân mến, như vậy là quý vị đã đồng hành cùng Tử Thông trong suốt 3 năm vừa qua. Tử Thông cũng rất cảm ơn cái sự đồng hành và hỗ trợ của quý vị trong thời gian này. Đấy. Thì cũng nhân cái dịp ngày 30 Tết, nhân dịp năm mới, Tử Thông cũng chúc quý vị và các bạn cùng tất cả mọi người đang theo dõi trên kênh có được một cái năm mới tài lộc như ý, sức khỏe giàu sang, bình an, may mắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.